Báo chí đồng loạt đăng tin khá nóng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố hệ số điều chỉnh giá đất của thành phố để lập phương án bồi thường năm 2023, áp dụng từ ngày 18 tháng 3. Đáng chú ý là hệ số điều chỉnh giá đất ở thành phố Hồ Chí Minh tối đa gấp 25 lần giá nhà nước, còn đất nông nghiệp gấp 38 lần. Khu vực có hệ số cao nhất tối đa 25 lần là huyện Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Khung hệ số này tăng 10 đơn vị so với năm 2022. Xếp sau là huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi. Đất nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có hệ số cao 5 đến 38 lần giá nhà nước, tăng so với hệ số tối đa năm ngoái là 35, nơi có hệ số cao nhất là huyện Bình Chánh với khung hệ số 15 đến 38 lần giá nhà nước. Các địa phương có hệ số tối đa 35 lần gồm các quận 1, 3, 5, 4, 6, 10, 11, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp. Các địa phương còn lại có hệ số tối đa dưới 30. Hệ số điều chỉnh giá đất được thành phố đưa ra hàng năm nhằm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. So với năm 2022 thì hệ số năm nay cao hơn và được ban hành sớm hơn 5 tháng.